có hai ông bạn cùng ngồi tâm sự bên ly cà phê sáng một ông nói gần đây y học đã chỉ ra rằng nếu đi chân đất ở trong nhà thì sẽ rất tốt cho sức khỏe ông kia gật gù ngẫm nghĩ một lát rồi bảo đúng vậy vì nếu hôm nào tôi ngủ dậy mà chân vẫn còn đi dày thì ngày hôm đó người rất mệt con gái bây giờ có một vị sư một lần lên xe buýt chẳng may ngồi cạnh một em chân đã dài mà nhà lại nghèo sau một hồi trêu chọc nhà sư cô gái hỏi dạ bạch thầy thế giữa hai chân của thầy có cái gì ạ à? nhà sư nghĩ mình đi tu thì chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có thì cũng như chết rồi nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái Giữa hai chân của ta có một xác chết. Cô gái cười bảo, thế thì giữa hai chân em cũng có. Nhà sư tò mò, liền hỏi, có cái gì cơ? Cô gái đáp, trời ơi, thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ có cái gì nữa? Biến giấc mơ thành hiện thực. Một cuộc thi quốc tế được tổ chức với tiêu chí ai đã biến giấc mơ thành hiện thực sớm nhất, người đó sẽ đạt giải nhất. Kết quả, thanh niên Đức lúc 15 tuổi có giấc mơ thành giáo sư, 26 tuổi đã trở thành hiện thực. Thanh niên Brazil lúc 12 tuổi có giấc mơ thành cầu thủ bóng đá quốc gia, 19 tuổi thành hiện thực. Thanh niên Mỹ 8 tuổi có ước mơ viết được phần mềm 10 tuổi thành hiện thực thanh niên được giải nhất nghe đồn là người Việt với câu trả lời lúc 3 tuổi có giấc mơ đi tè thành hiện thực ngay và luôn thành tựu khoa học nước tôi hai người nói chuyện với nhau về những thành tựu khoa học của nước mình sau rất nhiều chuyện một người nói nước tôi đã sản xuất được tàu vũ trụ để đổ bộ lên mặt trời rồi đấy nghe nói vậy người kia phản ứng lại vậy nào mặt trời nóng như vậy thì làm sao mà lên được chứ tàu sẽ bị nóng chảy ngay lập tức đấy người thứ nhất trả lời ông rốt thật đấy chúng tôi thừa thông minh để biết điều đó vì vậy chúng tôi sẽ phóng vũ trụ vào ban đêm chứ thế là bị đuổi việc. Anh Xuân, huy chương vàng môn bắn súng thế vận hội, đang là niềm tự hào của Việt Nam và được mọi người ca tụng với trước huy chương vàng Olympic lịch sử. Tuy nhiên, đứa em tôi đang tập luyện tại trung tâm huấn luyện thể thao của thành phố lại cực kỳ ghét anh Xuân. Theo lời nó kể, thì anh ấy chính là lý do khiến nó bị xếp đuổi khỏi trung tâm huấn luyện. Tôi hỏi cụ thể thế nào Thì nó kể là hôm qua Tôi nó tập bóng truyền Có mấy quả bóng Thì bị rách hết rồi Tôi nó mới đặt vấn đề Xin các sếp đầu tư tiền cho mua bóng Các sếp nghe xong Thì nổi giận đùng đùng Rồi quát mắng Chúng mày nhìn anh Xuân đi Anh ấy có thể tập bắn súng mà không cần đạn Thì chúng mày cũng có thể tập bóng truyền không cần bóng và vẫn có thể đạt huy chương vàng Olympic. Vậy là chúng nó đành lội thổi ra sân tập bóng truyền mà không có bóng. Cả lũ cứ tay dơ dơ vẫy vẫy, giả vờ phát, giả vờ đập, nhìn như một lũ đang phê thuốc lắc. Rồi mấy đứa trong đội tuyển bơi cũng thế. Bể bơi cạn sạch nước, chúng nó vào gặp sếp xin cấp nước vào bể. Cả đội còn tập thì bị sếp cáu ôm trời ẩm lên, chúng mày nhìn anh Xuân đi anh ấy có thể tập bắn súng mà không cần đạn thì chúng mày cũng có thể tập bơi không cần nước và vẫn có thể đoạt huy chương vàng olympic vậy là giữa cái nắng trang trang cả lũ nằm sấp ngửa tập bơi trên sân bê tông trông cứ như mấy con cá mắc cạn đang thoi thóp. nhưng mà anh vẫn chưa hiểu tại sao em lại bị xếp đuổi chứ nghe tôi hỏi vậy thì đứa em lại ngán ngẩm tiếp lời Chả là đến tối, sếp có bảo em lấy xe máy chở sếp đi kiếm gái. Sếp hẹn một em tới một nhà nghỉ ở gần đó. Sếp lên phòng trước và nằm đợi sẵn ở đó. Nhưng không biết vì lý do gì mà con bé đó lại không đến. Sếp đợi hơn tiếng đồng hồ thì bực bội quá. Đành mặc quần áo vào, xuống lễ tân trả tiền phòng rồi bảo em trở về. Mà sếp cứ hầm hầm cao có. Em thấy thế mới an ổi sếp. Sếp nhìn anh Xuân đi. Anh ấy có thể tập bắn súng, không cần đạn. Thì sếp cũng có thể làm chuyện đó mà không cần gái. Và vẫn có thể ra được mà. Thế là bị đuổi việc. Còn vài ngày nữa là đến Trung Thu rồi. Mà cứ đến Trung Thu là mình lại nhớ đến câu nói của chị Hằng trời chú quậy. Bài thơ và câu trời ấy như sau. Chú quậy ngồi gốc cây đa, nửa đêm thanh vắng sờ đùi hàng Nga. Hàng Nga chẳng nói chẳng la. Chú quậy được thể sờ ba bốn lần. Chú quậy tần mẩn tần mẩn. Hàng Nga ghét quá, cái thằng đần kia. Có thế mà chú đã mê, lên cao tí nữa còn phê gấp mười. Mùa hè trời nóng cháy ra, chị Hằng ngồi tựa gốc đa mệt lừa ngủ gà ngủ gật ngắc ngư xiêm y tung sổ hở từng khoảng ra chú quậy trông thấy suýt xoa nguyên một khoảng rốn hằng nga trắng ngần quậy sờ thấy mịn như bông xoa đi xoa lại mặt trông dài khờ chỉ hằng chợt tỉnh làm ngơ chú quậy được nước tỉnh bơ xoa hoài hằng nga tát mấy bạt tai cái đồ đần độn chẳng ai như mày sờ rốn thì có gì hay sao không xuống khoảng găng tay hả khờ thuốc rậm sáng nay đi thể dục sớm không may bị con bướm bay đùng vào cổ ngứa ơi là ngứa rát ơi là rát chạy vội về nhà tắm rửa kỳ cọ mà vẫn không hết ngứa lại càng rát chạy vội ra tiệm thuốc tây đầu đường bảo chị bán thuốc rằng cô ơi dạ cụ mua gì đấy ạ à? Cô bán cho tôi lọ thuốc trị ngứa, ngứa bướm cô ạ. À. Ngứa quá, trời ơi, lại còn rát nữa. Mấy đứa cháu đứng kể bên nhìn nhau cười. Cô bán thuốc đưa ra chai dạ hương và dặn rửa ngày hai ba lần. Về nhà rửa mà có được gì đâu, vẫn ngứa càng rát nữa, chắc là thuốc dởm rồi. Lý do chính đáng. Hôm qua trời mưa mát mẻ con cháu ai vào việc nấy. Buồn miệng mấy ông bạn hưu trí trong khu phố ngồi nhậu tại nhà cụ điểu. Khi đã sương sương thì đủ thứ chuyện từ chuyện khu phố, chuyện thế giới u cả Nga. Xong lại quay về chuyện xó bếp, một ông to mồm hỏi, tôi đố các ông nhá, đố các ông, nói đi gì mà cứ lẻ nhẹ mãi thế khà khà tôi hỏi là tại sao đàn ông chúng ta lại hay đi trước các bà là sao vậy ai biết ai biết nào mấy ông bạn tranh nhau cãi gay gắt với nhiều câu trả lời khác nhau nào là do các bà ấy sinh nở nên đổi máu nên mới sống lâu hơn nào là do cánh đàn ông phải vất vả gánh vác gia đình nào là do đàn ông chúng ta mạnh mẽ, thương vợ con, mọi nỗi đau buồn khổ, thổ lộ không biết cùng ai, chỉ giấu kín trong lòng mà giải sầu bằng bia rượu, cà phê, toàn là những thứ đắng cay. Bà vợ ông bạn chủ nhà phục vụ các ông mấy tiếng đồng hồ mệt rã rời, buồn ngủ díp cả mắt. Bà gợi ý mấy lần mà các cụ chưa chịu giải tán, cười méo nửa miệng nói đúng là các ông chỉ có bia rượu thôi lý do đơn giản thế mà các ông cũng không biết cụ điều cáu nói với vợ bà giỏi thì bà nói xem nào trời ạ à, dễ ẹt thế mà không biết à đàn bà chúng tôi thường phải đi sau vì còn phải dọn dẹp những thứ mà các ông bày biện ra chứ còn sao nữa Trong phòng điều trị sau mổ có ba bệnh nhân cùng nằm. Ông thứ nhất nói: "Tôi mổ cách đây 10 ngày, nhưng do bác sĩ mổ để quên kéo mổ trong bụng tôi nên tuần trước tôi phải mổ lại để lấy cái kéo ra." Bệnh nhân thứ hai nói: "Tôi vừa mổ hôm kia, bác sĩ mổ lại để quên đôi găng tay mổ trong bụng tôi nên hôm qua tôi mới phải mổ lại." bệnh nhân thứ ba vừa mổ xong chưa kịp nói gì thì cửa phòng bỗng bật mở. bác sĩ mổ sau hôm nay thỏ đầu vào và hỏi có ai thấy cái mũ của tôi đâu không <laughs> giá mà tiền biết yêu nhau xong rồi mang nặng đẻ đau hàng giờ thì đời đã đẹp như thơ năm trăm phát đẻ tờ hai trăm 200 gà gẫm 100 sinh ra một lũ tờ 50.000, thế rồi con đống cháu đàn, chị em thoải mái sách làm shopping. 500 tiếp tục làm tình, 200 tiếp tục đi dình 100. Và một hôm lúc nửa đêm, trong khu nghĩa địa có hai bộ xương sống lại, đi lang thang ngoài đường. Rồi bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai, tại sao anh chết? Bộ xương thứ hai đáp, tôi bị xe trẻ chết, thế còn anh thì sao? Tôi bị té lầu chết. Hai bộ xương đang đi, thì thấy một bộ xương tả tơi đi ngoài đường. Chúng liền hỏi bộ xương ấy, anh bị gì mà chết thảm thế? Nó nói, chết ông nội tụi bay, tao mới bị vợ đánh. Vì đi nhậu về đây này Một khách du lịch bể lạc ở vùng nọ Anh ta hỏi hai người dân địa phương đường Zagara Anh ta hỏi bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức Và đương nhiên cả tiếng Nhật Nhưng hai người kia đều không hiểu gì cả Anh ta đành nhún vai bỏ đi một trong hai người dân địa phương bảo người kia rằng này chúng ta phải học ít nhất một ngoại ngữ chứ người kia liền đáp vô ích cứ trông ông du khách này thì rõ rồi biết bốn năm thứ tiếng mà có ăn thua gì đâu có bà vợ nọ rất thích hát karaoke mỗi lần bà hát thì ông chồng thường ra trước hiên nhà ngồi ngó nghiêng hàng xóm thấy vậy bèn hỏi thế sao anh không vào hát chung với vợ anh cho vui sao lại ngồi thẫn thờ ở đó vậy ông chồng liền đáp tôi mà ở trong đó với bà ấy thì mọi người lại hiểu lầm là tôi đang bóp cổ bà ấy đấy chứ <laughs> chuyện vui tại ông Vợ của lão Kiến đi họp lớp, vắng nhà ba ngày, vừa về đến nhà đã lên giường nằm húng hắng ho. Lão Kiến rón rén đến gần giường rồi hỏi, mẹ nó ốm hả? Tôi sốt, mệt lắm. Họp lớp ăn uống hò hết, xóa thả ga, không ốm mới là lạ. Tôi ốm là tại ông đấy. Ồ hay, tôi ở nhà. Bà đi chơi, bây giờ bà ốm, bà lại bảo tại tôi, lạ quá đây nhỉ thì tôi đi họp lớp đi chơi nhưng bị ông ám quẻ vì lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc không có tôi ở nhà ông lại tí tởn nhắn tin chát chít với mấy con chân dài quá lứa nhớ thì ở trên mạng ấy cứ nghĩ đến là lộn ruột mất ăn mất ngủ phát ốm lên đây này ừ vậy bà ốm là tại tôi thế bây giờ bà ăn gì để tôi nấu phải ăn một chút còn uống thuốc chứ mấy hôm toàn ăn nhà hàng thịt cá nhiều nóng hết cả ruột gan ông nấu đơn giản bát canh cua với tôm đồng giang ăn cho mát ruột ông chịu khó tí nhá tôi ngủ chút đây lão kiến nguyết vợ thầm nghĩ cái con mổ này chỉ được cái khéo nhưng dù sao bà ấy nói cũng đúng mình cũng không oan ba ngày chát chít thoải mái rồi Bây giờ nấu cơm phục vụ bà ấy Đến tối xem tại ông hay tại bà Hưu non Đã lâu không được trả bài Chỉ vì chẳng đạt độ dài tự nhiên Nhớ ngày cái tuổi thanh niên Nó không một phút đứng yên bao giờ Thế mà nay nó hứng hờ cờ ra trước gió nhưng cờ không bay lệnh trên nó cãi mới cay nó như thần chết suốt ngày nằm im bao năm chăm sóc con chim cho ăn cho uống cho tìm thú vui mới qua cái tuổi sáu mươi chưa già mà nó đã đòi hưu non ngày xưa một dạ sắt son bao năm chinh chiến héo mòn tuổi xuân bây giờ gối mỏi trồn chân bút còn mực hết thôi cần hưu non <laughs> việc nhẹ lương cao thời mới thống nhất cả nước đều khổ tôi cũng trong số đó từ miền trung tôi lưu lạc vào sài gòn xích lô cũng đã từng bốc vác cũng từng trải nhưng không cạnh tranh nổi với họ thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp ở nhờ nhà bạn sĩ diện nên không cho nó biết hoàn cảnh của mình sáng vẫn đạp xe đi đến tối mít mới về đi đâu giữa chốn xa lạ này ngoài công viên và những nơi công cộng chứ tôi chọn sở thú làm nơi chờ sự mềm cười số phận với vài ổ bánh mì và chai nước máy đã chuẩn bị từ trước Tôi mua vé vào sở thú với vài đồng còm cõi còn lại của mình. Ghế đá là nơi để ngồi mơ tưởng và cũng là nơi ngả lưng khi mệt mỏi. Bấy giờ, tôi sống không có hiện tại và cả tương lai. Hết ngày này qua ngày nọ, chiếc ghế đá trong sở thú cũng dần thân thiết, những đồng bạc lẻ của tôi cũng vơi dần. Rồi ngày định mệnh cũng đến. Một người đàn ông chạc 40 tuổi đến ngồi bên cạnh và ngỏ lời chú em à ở đâu mà anh thấy ngồi ở đây cứ ba bốn ngày rồi dạ tôi ấp úng anh là giám đốc của sở thú này ông ta giới thiệu dạ em có mua vé tôi nói như thành minh ồ không anh có nói chuyện vé viết gì đâu là thế này anh thấy em khôi ngô hiền hậu nên nói chuyện thôi ông ta giả lạ tôi yên tâm với thái độ đó nhưng vẫn tò mò em đang làm gì ông ta hỏi tôi đáp gọn lọn dạ thất nghiệp ạ à. em muốn có việc làm ở đây không ông ta lại hỏi tôi nhìn vào mắt ông ấy dò xét nghe giọng em anh biết em là người miền trung anh cũng có gốc gác ngoài đó đấy nên cảm mến ông ta tiếp tôi hỏi nhưng công việc ở đây là gì ạ à? nhẹ nhàng thôi ông dừng một chút rồi nói tiếp số là trước đây nước cộng hòa tây phi có tặng cho sở thú ta một con đười ươi nhưng do chăm sóc kém và bọn nuôi trực tiếp bớt khẩu phần ăn nên nó đã chết sợ phải trả lời lằng nhằng với cấp trên nên bọn anh giấu nhẹm chuyện này hơn nữa sở thú của một thành phố to như thế này mà thiếu thì còn gì tôi vặn ý anh là thế nào ạ à? thì em giúp đóng vai con đười ươi và sẽ trả lương hậu bọn anh còn lưu lại bổ ra đấy như người giữa dòng nước giữ vớ được cái phao tôi đồng ý mà chẳng cần suy tính thêm gì cả học vài động tác của loài linh trưởng có xuất xứ tận phi châu đêm đó tôi khoác bộ da thú lên người và ngồi trong cái chuồng bốn bề lưới sắt hôm sau đúng vào ngày chủ nhật khách tham quan đến sớm hơn thường nhật những đứa trẻ cùng bố mẹ diện những bộ đồ tươm tất nhất hớn hở vây quanh chuồng của tôi chúng phấn khích hét to con khỉ à không, con đười ươi đẹp quá. ban đầu thì hơi buồn, nhưng vốn yêu trẻ con nên đưa tay chào chúng. ôi, ôi, nó còn biết chào nữa kìa. bọn trẻ càng hét tợt. không bao lâu sau chuồng của tôi trở thành trung tâm, người ta bu kín vòng trong vòng ngoài. chuối, cà rốt, dưa, cam quýt, mía, cà chua, quăng vào tới tấp. Trong đám âm thanh hỗn độn ấy, tôi nghe có câu Một con khỉ thông minh và có hồn. Tôi vỗ hai tay vào ngực, biểu lộ cảm xúc tốt đẹp và nghe hàm răng đầy bựa để cảm kích đám đông. Vuốt nhẹ những bàn tay nhỏ bé đưa vào cảm thán. Ngày đầu tiên, tôi đóng tốt vai đuổi ươi. Ngày tiếp theo, tôi trở thành sao trong sở thú. Ngày tiếp nữa, tôi nổi tiếng như cồn, chuồng cọp và sư tử kế bên vắng như chùa bà đanh, bởi tôi biết làm trò cho bọn con nít và cả lũ lớn xác ngu xuẩn ngoài kia tò mò. Ngoài các thứ trái cây, lũ rồ kia còn ném cả tiền. Hệ giá trị càng cao thì tôi diễn trò càng lạ và càng lạ thì họ ném tiền càng nhiều. Một lần thấy một sấp tiền ném vào tôi cao hứng nhảy thật cao và xui xẻo cho tôi là đã rớt qua chuồng cọp xong thế là xong mọi mơ ước tương lai của tôi như tàn biến con cọp giống Siberi to như bò mộng gầm gừ nhe những chiếc nanh gớm ghiếc hồn siêu phách lạc tôi cay đắng phận mình lẽ nào đến đây là hết với tuổi đời mới đôi mươi sao? Lẽ nào? Tôi liền nhặt hai cục đá xanh nơi ngọn núi giả thấp lẻ tẻ của hắn với ý định quét một phen sống mái chứ không thể xuôi tay. Bên ngoài đám người la hét như ong vỡ tổ mà tôi không đủ tâm trí để phân biệt họ là đang cổ vũ tôi hay cản trở một vụ ra tay đẫm máu của chúa Sơn Lâm mặc trước cái chết con khỉ tôi trở nên bình tĩnh lạ thường nếu trúng một trong hai cục đá to như trứng ngỗng của tôi thì voi cũng ngất chứ đừng nói gì cọp con cọp gầm gừ lùi dần vào hang và tôi nghe từ trong miệng của nó ê thằng quảng nam tao cũng là thằng đóng thế như mi đó tao quê ở quảng ngãi mi mà ném cái cục đá đó thì cha mẹ tao ai nuôi thằng cọp nói với đôi mắt ngấn nước. Tôi bỏ cục đá xuống, vỗ hai tay vào ngực và thong thả leo về chuồng của mình trong tiếng reo hò của đám đông. Có một chủ tịch xã đã phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm học mới như sau. Các em học sinh phải cố gắng học tập để sau này có thể thành một kỹ sư một bác sĩ hoặc tệ lắm cũng là một giáo viên các giáo viên dự lễ đứng hình <laughs> nữ hiệp đã bỏ cuộc một gia đình nọ có cuộc sống vô cùng hạnh phúc đêm qua hai vợ chồng cùng ngồi xem bóng đá giao hữu giữa hai đội tuyển quốc gia việt nam và palatine khi cuộc giao tranh đang gay gắt việt nam ta thắng một không cô vợ nhéo vào vai anh chồng và nói khái chồng rằng như anh chỉ đá được một nửa hiệp là bỏ cuộc chán quá mẹ chồng ngồi gần đó nghe vậy thì nói vọng lại con à chồng con thế mà khá đấy chứ mẹ thấy nhiều cầu thủ đang đá mới giữa hiệp một mà đã phải thay ra kia mà. Món quà bất ngờ. Có một cặp vợ chồng trẻ nhận được rất nhiều quà cưới quý giá khi xây tổ ấm ở vùng ngoại ô. Một sáng nọ, họ nhận được qua đường bưu phẩm có hai vé mời đi xem buổi trình diễn nổi tiếng trong thành phố. Trên phong bì chỉ kèm theo một dòng chữ duy nhất đoán xem ai gửi cặp vợ chồng rất lấy làm thích thú và cố gắng xác định xem người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra hôm sau họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một buổi tối vui vẻ về đến nhà lúc trời đã khuya khi hai vợ chồng vẫn còn cố suy đoán tung tích người mời vô danh thì họ phát hiện ra nhà mình đã bị cuỗm sạch mọi món đồ có giá trị trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cùng nét chữ với lá thư gửi kèm theo cặp vé lúc trước bây giờ thì quý vị biết rồi đấy rất lịch sự thầy giáo đang giải cách cư xử lịch sự và hỏi một sinh viên nếu em đang hẹn với một người phụ nữ trong một tiệm ăn mà cần phải đi vệ sinh, em sẽ nói với người phụ nữ đó như thế nào? Dạ, thưa thầy, em sẽ nói rằng đợi tí, anh phải đi tè. Ôi, như thế thì thật quá là bất lịch sự rồi đấy. Thế còn em, em sẽ nói sao? Thầy giáo hỏi sinh viên thứ hai. Dạ, thưa thầy, em sẽ nói là xin lỗi tôi phải vào nhà vệ sinh ạ à? đỡ hơn một chút rồi đấy em vẫn còn sử dụng chữ nhà vệ sinh bên bàn ăn vậy còn em em sẽ nói sao thầy giáo quay sang hỏi sinh viên thứ ba dạ thưa thầy em sẽ nói là xin thứ lỗi cho tôi mấy phút tôi cần phải bắt tay với một người bạn rất thân mà tôi hy vọng chị sẽ gặp anh ấy vào tối nay cái hang quan trọng Mới phát hiện ra con gái xăm từ mắt cá chân ngược lên đến háng một đàn chuột Bà mẹ cô ấy rất lo lắng Bởi vì bên nhà thông gia họ là gia đình rất gia giáo Mà đám cưới của chúng nó thì đã cận kề Cô nàng thì cũng muốn xóa nhưng lại sợ đau Mà thời gian cũng không còn kịp nữa Nên cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới Rồi đám cưới cũng diễn ra sau đêm tân hôn, bà ta liền gọi điện thoại hỏi con gái. Thế thẳng chồng con, nó có phản nản gì về mấy con chuột xăm đó không? Cô con gái trả lời, không đâu mẹ ơi, mọi chuyện đều êm xuôi mẹ à. Mẹ yên tâm đi, anh ấy chỉ chúi mũi vào cái hang thôi, chứ không quan tâm đến lũ chuột đâu mẹ à. câu chuyện vị cao tăng và bác thợ đóng giày. truyền kể rằng ngày xưa có một nhà sư già tên là Diệu Kế trụ trì ở một ngôi chùa lớn tại làng Bích Khê. Sư ta vốn ít chữ nhưng lại được cái sáng dạ trải qua những ngày cạo đầu cắp cháp đi theo các bậc tu hành. Ông ta cũng võ vẽ được ít nhiều kinh nghệ kệ. Sống lâu nên lão làng, nhờ chuyên cần gõ mõ tổng kinh nên chẳng mấy chốc diệu kế cũng leo lên được hàng sư ông từ đó diệu kế đã được dân làng vùng này vùng khác đón về làm chủ trì các chùa và cai quản chúng tăng qua nhiều lần đổi chùa và thay chức diệu kế đã nảy sinh tà niệm ông ta tự nhủ cuộc đời tu hành của mình chẳng qua cũng là cách mưu sinh Vậy thì tội gì mình phải theo năm điều răn cho mẹ xác chứ? Vì vậy, về mặt đức hạnh, diệu kế tuy chưa phải là hạng sư hổ ma, nhưng cũng chẳng phải thuộc hàng chân tu. Thỉnh thoảng sư ta cũng biết lén lút tìm cách làm vơi bớt những món tiền công đức của du khách thập phương đang đầy ngộn lên ở cháp. Lại nói, ở gần chùa có người thở dài cũng chạc tuổi và có vẻ mặt dáng dấp hào hào giống rượu kế. Hai người quen nhau rồi dần trở nên thân tình, khi đã tương đắc, người thở dài thường mang rượu thịt vào tăng phòng của rượu kế vào những lúc vắng vẻ rồi cả hai đóng cửa lại, chén tạc chén thù với nhau. Họ tỉ tê kể cho nhau nghe những câu chuyện vượt ra ngoài mảnh vườn và mái chùa nhà Phật. Được cái người thợ giày khá am hiểu việc đời nên diệu kế ta rất thích. Mỗi khi thấy ông bạn túng thiếu, diệu kế thường phóng tay trù cấp khi thì năm quan, lúc thì ba đồng mà không hề đòi lại. Tuy nhà sư không bao giờ sao nhãng việc tụng kinh gõ mõ, nhưng bọn hào lý trong làng cũng chẳng phải không có kẻ ghen ghét. Họ ngờ rằng về mặt kinh kệ. Vốn liếng của sư ông hình như không có bao nhiêu. Hơn nữa, mỗi lần nghe sư ông tụng kinh, thấy chỉ ê a suốt cả buổi, thi thoảng điểm vào những câu lạc lõng, tựa hồ không phải kinh Phật. Mặc dầu vậy, họ cũng chả biết nên làm cách nào để tìm cho ra sự thật. Hồi bấy giờ, ở một ngôi chùa phương Bắc, có một vị đại đức nổi tiếng uyên thâm và đức hạnh vị hòa thượng này đã từng tu luyện rất nhiều năm và cũng từng vân du sang đất thánh tây trúc năm ấy bậc đại đức nọ được vua phong tước quốc sư họ lại cho phép đi vân du khắp mọi cảnh chùa trong và ngoài nước tuy tuổi đã cao nhưng vị hòa thượng này chuyên ăn chay nằm đất lại có điều đặc biệt là do thuộc phái vô ngôn nên đại đức nọ nhất thiết không nói năng gì với ai chỉ khi cần lắm ông ta mới làm dấu hiệu hoặc viết ý nghĩ của mình lên mặt giấy nghe tin bậc đại đức này sắp vân du qua làng mình bọn hào lý ở bích khê bèn sửa soạn một cuộc đón rước trọng thể tại chùa và nhân thể nhờ cao tăng khảo nghiệm hộ xem sư ông rượu kế có phải đúng là người chân tu am hiểu Phật Pháp hay không? Nếu quả đúng như mối ngờ ấy bấy lâu nay, thì họ sẽ mời sư đi chỗ khác. Nghe được tin ấy, rượu kế rất lo. Ông ta thẩm nghĩ, cuộc khảo hạch này chắc chắn sẽ làm lộ mặt. Nếu không bị đuổi khỏi chùa, thì cũng mất uy trước thiện nam tín nữ. Than ôi! còn đâu là những ngày ngồi ung dung hưởng hàng chục mẫu hoa lợi và bao nhiêu tiền của thập phương nghĩ vậy diệu kế sực nhớ tới ông bạn đóng giày vốn cũng được coi là bậc túc trí đa mưu tình thế gấp gáp diệu kế liền nhắn bạn đến chùa để cùng mình bàn mưu tính kế sau khi nghe thủng câu chuyện người thợ giày bèn an ủi tưởng gì chứ việc ấy thì để mặc tôi lo liệu tôi đã thay bạn trả lời tất cả những câu khảo hạch của lão tăng ấy nhưng làm sao mà thay được Dự kế hỏi bác thợ giải đáp khó gì chứ vì cùng chạc người như bạn tôi sẽ kín đáo lẻn đến đây đúng vào hôm lão tăng ấy tới chùa chỉ cần bạn đòi bọn hào lý cho được một mình đối diện với lão ấy ở tăng phòng đóng kín cửa không một người thứ ba nào cùng dự là ổn thôi. Tôi sẽ từ chỗ nấp bước ra sắm vai của bạn, tôi cam đoan sẽ chu toàn mọi việc, bạn đừng lo gì cả nhé." Nghe lời người thợ giải hiến kế, ông sư rượu kế có phần vững tâm. Mấy ngày sau, vị Thánh tăng quả nhiên ghé qua chùa theo lời mời của bọn Hào Lý và gật đầu nhận lời họ về việc khảo hạch ông sư khi cửa tăng phòng đã cải then, dưới ánh đèn le lói, người thợ giày mới cạo bóng nhoáng. Mình mặc áo cà sa từ bệ bước ra trước mặt lão tăng khách để chịu sự thử thách. Cuộc khảo hạch bắt đầu vì đại đức không hề hé răng, chỉ mong thả, thông thả đưa bàn tay phải sờ lên đầu của mình. Thấy vậy, Bác thở dài thình lình, co cẳng trái, đạp xuống nền tăng phòng, một cái đánh thịt một cái. Tiếp đó vị đại đức ngửa mặt lên trời hồi lâu rồi sờ tay vào nách. Để trả lời, người thở dài lại cùa cánh tay mình ra đằng sau và đấm vào lưng mấy cái. Tiếp đó, vị đại đức mỉm cười và giơ ba ngón tay ra trước mặt. Người thở dài liền trợn mắt cũng dơ bàn tay chìa đổ năm ngón lên trời. Sau đó, vị đại đức gật gù thi lễ, không làm dấu hiệu gì nữa, bước ra khỏi tăng phòng. Trong khi người thợ dài trở về chỗ cũ nấp, trước khi từ giã làng Bích Khê, vị đại đức đến từ phương Bắc không quên viết mấy câu vào mảnh giấy trao cho bọn hào lý, nói rõ kết quả cuộc khảo hạch vừa rồi, đại ý như sau khắp lộ trình vân du qua các nước từ thôn quê đến thị thành ta chưa từng thấy có người nào thông hiểu nghĩa lý đạo phật cao thâm như sư ông diệu kế không những sư ông hiểu rõ những dấu hiệu ta đưa ra hỏi mà còn dùng dấu hiệu để đối đáp với ta y như những vế biến ngẫu tài tình thoạt đầu ta muốn nói luôn luôn trong đầu phải tâm niệm lời dạy của đức phật thì sư ông đã trả lời cần phải dẫm dưới chân những cám dỗ của ma vương ta lại nói con hạc sắp con hạc cắp dưới cánh lời cầu nguyện mang lên thượng giới thì sư ông trả lời con rùa ghé tấm lưng đội bia đứng trước chùa cuối cùng ta giơ ba ngón tay để nói tam quy sư ông giơ cả bàn tay để đối lại là ngũ giới đó là điều không phải những kẻ đạo học tầm thường có thể trả lời một cách nhanh gọn được. Sư ông Diệu Kế quả là một ngôi sao trong rừng thiền chúng ta. Đọc xong, bọn hào lý làng Bích Khê cung kính cúi chào vị hòa thượng già. Rồi sau đó trở về chùa xin ra mắt sư Diệu Kế. Bọn họ hết lời xin lỗi. Chúng tôi quả thật là người trần mắt thịt không biết được đạo học của hòa thượng sâu rộng như trời biển chẳng qua chỉ vì có một vài người xấu thói thêu dệt điều này tiếng nọ vu cho hòa thượng nên buộc làng chúng tôi phải rước bậc đại đức đến chùa để bày cuộc thử thách giờ đây tất cả mọi nghi ngờ đều đã tiêu tan xin hoàng thượng miễn chấp cho lũ ngu độn này ạ à. sau khi bọn hào lý đã ra về hết nhà sư diệu kế liền lôi người bạn thợ dài ra khỏi chỗ nấp và sốt sáng hỏi ông bạn hãy mau mau cho tôi biết ông đã trả lời như thế nào về những câu hỏi của lão tăng ấy làm cho danh tiếng của tôi bỗng nổi lên như cồn trước dân làng vậy bác thợ dài liền đáp có gì đâu thoạt đầu lão tăng ấy chỉ tay lên đầu ý là hỏi tôi biết làm mũ ni không tôi đạp chân xuống đất để trả lời rằng tôi chỉ biết đóng giày thôi thế rồi lão tăng lại chỉ vào nách để hỏi tôi có thứ da nào mềm như da nách không để thửa một đôi tôi chỉ vào lưng để nói rằng dạo này chỉ còn có thứ da lưng thôi nhưng dùng để đóng giày cũng khá bền tốt thế rồi lão quyết định thửa một đôi nhưng lại mặc cả có ba quan tôi nhất quyết không chịu đòi phải có đủ năm quan mới làm thế là ông lão tăng lặng lẽ thi lễ rồi bỏ đi ra mọi chuyện chỉ có vậy thôi à câu chuyện bớt năm đô la cảnh sát điều tra về cái chết bí ẩn của một nhà kinh doanh cỡ lớn. Ông ta nhảy từ cửa sổ văn phòng của ông ta trên tầng 11 xuống. Cô thư ký dáng thủy mỹ nết na của ông ta khai rằng sau tuần thứ nhất tôi được tăng lương 20 đô la. Cuối tuần thứ hai ông ấy cho tôi tấm áo dạ hội rất đẹp. Cuối tuần thứ ba ông ấy cho tôi một khăn choàng bằng lông trồn tuyệt mỹ. Thế rồi chiều hôm đó Ông gọi cho tôi vào phòng giấy và hỏi có chịu làm tình với ông không? Tôi bảo tôi bằng lòng và nói thêm rằng vì ông rất tốt với tôi nên ông chỉ cần trả tôi 5 đô la mặc dù tôi tính tiền cho mọi đàn ông khác trong văn phòng là 10 đô la. Đúng lúc ấy thì ông ấy nhảy ra ngoài cửa sổ ạ. À? nửa đêm có tên trộm lèn vào nhà của hai vợ chồng người nghệ an tìm mãi chẳng thấy gì để lấy hắn bèn mò xuống bếp bỗng thấy nồi khoai luộc tính lấy một củ để ăn cho đỡ đói bỗng hắn nghe thấy tiếng nói sượng tên trộm bèn bỏ củ khoai xuống và lấy một củ khác thì lại nghe kêu sượng lần này hắn lại bỏ củ khoai đó xuống và bốc một củ khác Lần này thì hắn lại nghe kêu to hơn Sượng, sượng lắm anh ơi Tên trộm tức không chịu nổi nữa bèn hét lên Trời ơi, nghèo gì mà nghèo dữ vậy chứ Có nồi khoai luộc mà cụ nào cũng sượng hết là sao Có hai bà hàng xóm sống cạnh nhau Chơi thân nhau lắm Rồi hai bà đẻ ra hai đứa con cái một bà đặt tên con là Thớt, còn bà kia đặt tên con là Lờ. Mấy năm sau, do bệnh nên cái Lờ chết. Hai bà không sinh đẻ thêm nữa. Năm 18 tuổi, Thớt lấy chồng. Bà kia cũng đến dự vì xem Thớt như con gái ruột. Ngày vui, lúc đưa dâu, bà bỗng khóc lớn. Mọi người hỏi làm sao lại khóc. Bà khóc lóc, không nói gì mẹ thớt đến hỏi thì bà mới nói cái thớt đi lấy chồng nên tôi nhớ nếu cái lờ nhà tôi còn thì nó cũng to bằng cái thớt nhà bà rồi hai vợ chồng đang lướt facebook bỗng nghe tiếng trời bới đập phá bên nhà hàng xóm để anh qua xem có chuyện gì anh chồng tò mò nói việc nhà người ta thì kệ họ, đừng có lắm chuyện. Chị vợ cản, anh chồng vẫn cứ lao đi. Một lúc thì hốt hoảng chạy về gọi, em ơi, đánh nhau to lắm rồi, còn vác cả dao nữa đấy. Chị vợ hỏi, thế sao anh không ngăn họ lại đi? Ôi sợ lắm, không biết bằng cách nào mà mụ vợ chói được thằng chồng, trên tay cầm con dao ghê lắm. Đến lượt chị vợ tò mò, cụ thể ra ra làm sao đây, kể mau ra sao nào thì mộ vợ bắt lão khai bồ nhí là con nào để xử nó. Bằng không, mộ sẽ xử lão chồng. Nghe anh chồng kể vậy, mặt chị vợ biến sắc, vội vã chạy ra ngoài. Chị nói, để em, em sang xem thế nào. Thế sao bảo việc nhà người ta thì kệ họ cơ mà. Thì em chỉ sang xem, cái lão kia có khai không thôi. Không khai để mà mộ vợ thịt à? Nhưng mà lão ấy đã hứa và thề với em là chết cũng không khai em ra rồi mà. Không chịu xuống, cô giáo gọi một học sinh lên bảng. Con, hãy miêu tả chú gà trống ở trong khu vườn nào. Chú bé bắt đầu hồn nhiên. Dạ thưa cô, buổi sáng khi ông mặt trời thức dậy, tỏa những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em. Hay hay! có tiếng suýt xoa ở phía dưới cô giáo cười tươi chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi tuyệt vời thật là tuyệt tuyệt vời quá lại có tiếng suýt xoa sau đó chú nhảy lên lưng chị gà mái cô giáo đỏ mặt thôi thôi được rồi xuống ngay xuống ngay dạ em cũng nói như thế đấy ạ à. nhưng mà chú gà trống nhà em Đâu có chỉ xuống đâu ạ à, thưa cô Chú bé vẫn hồn nhiên trả lời Trong thư viện Một chàng trai hỏi cô gái Tôi ngồi cạnh cô được không Bỗng cô gái hét toáng lên Tôi không muốn qua đêm với anh Đồ biến thái Tất cả mọi người trong thư viện nhìn chàng trai với ánh mắt khó chịu. Một lát sau cô gái đi lại bàn chàng trai và nói chuyên ngành của tôi là tâm lý học và tôi biết lòng đàn ông các anh muốn gì. Bây giờ thì anh xấu hổ chưa? Bỗng nhiên chàng trai hét toáng lên. Một nghìn đô la một đêm hả? Quá đắt với tôi rồi. Tất cả ánh mắt lại đổ dồn vào cô gái một cách kinh ngạc. À? Còn chàng trai thì thì thầm vào tai cô gái. Cô có thể là chuyên gia tâm lý học. Nhưng tôi là luật sư và tôi biết biến một người vô tội thành có tội như thế nào. ông bố vừa đi làm về đã nghe cậu con trai nũng nịu bố ơi hôm nay có bác duy bạn của bố đến chơi đấy con ghét bác ấy lắm sao con lại ghét bác ấy chứ dạ vì con bĩnh ra quần mà bác ấy không thay cho con trong khi mẹ không bĩnh ra quần thì bác ấy lại thay quần cho mẹ ạ thấy chồng vừa trả bài xong thở hổn hển vợ hỏi sao thế anh anh chồng thủ thị nói em không biết đấy thôi khoa học tổng kết rồi mỗi lần làm chuyện đó người đàn ông mệt ngang chạy được 9 km đấy bà vợ sừng rốt bảo vậy thì anh hãy đi thi điển kinh đi vì chạy 9 km mà mất có hai phút thôi à vui. Đúng là thượng đế anh minh, khi ngài thiết kế thân hình chúng ta, cơ quan bộ phận tạo ra được ngài quy hoạch quả là xít sao. Mắt nằm phía trước trên cao để ta nhìn thấu nơi nào ánh dương giúp ta không bước lạc đường, luôn nhìn phía trước. Can trường tiến lên, hai tay ngài đặt hai bên để cho tất cả chê khen bên ngoài ta đều nghe được cả hai chứ không chỉ tiếng êm tai một chiều cái mồm ngài đếch cho nhiều là mong ta tránh những điều thị phi chắc nhắc ta mồm miệng ít đi cho nên ngài chỉ duyệt chi một mồm thế rồi bởi tính ôm đồm ngài cho cái mũi sớm hôm nhìn vào dù ăn hay nói mồi nào mũi đều quản lý sát sao cái mồm. Não là tất cả trí khôn, cả đời tích cóp đổ dồn vào đây, nên ngài làm cái sọ dày để ta giữ đến xuôi tay lìa trần. Thế rồi phèo phổi tim gan, được ngài sắp xếp phân gian chia phòng, tưởng rằng tất cả đã xong, thượng đế mãn nguyện thấy lòng phiêu diêu, nhưng rồi ngài bỗng đâm chiêu con người đâu chỉ ăn tiêu tới già đôi khi cũng phải xả ga họ cần giải trí rồi là vui chơi nhưng khi nhìn lại con người biết cài khu vực vui chơi chỗ nào trước sau từ thấp lên cao sổ hồng bìa đỏ đã trao khó cài ngài ra mồm mỗi mắt tai đều không chấp nhận khu này ở bên đang khi đầu óc rối ren chợt ngài nhìn thấy ngay liền hố ga nằm trong khu vực ngã ba còn khu đất nhỏ đang là bỏ hoang cũng vì vị trí không sang lại là tam giác cả làng đều chê là nơi ẩn nấp rầm rề thường xuyên ô nhiễm vì kề hố ga đang cần chẳng kịp nghĩ ra tiện tay ngài mới đặt bà vào đây để cho từ đó đến nay nhiều người thắc mắc việc này mãi thôi cái khu giải trí vui chơi tại sao thượng đế di rời quá xa phần về ngài muốn chúng ta không nên để nó phơi ra suốt ngày phần về như nói trên đây trên người còn mỗi chỗ này ok hai ông bản thân hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ông đến trước dẫn theo một cô gái ông bạn đến sau vừa bước tới vừa quát lên hỏi ai đấy ông bản thân trả lời bạn gái tao mới quen ông kia lại quát tao không hỏi mày tao đang hỏi vợ tao hệ lụy có một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đồ chuyện. Một hôm, cô gái thấy con vẹt bẩn quá, bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó. Nhân tiện đã ướt đồ. Cô gái cho con vẹt đứng rũ lông rồi tắm cho mình luôn thể. Con vẹt nghiêng ngó một hồi rồi cứ lại nhải. Thấy hết rồi nha, thấy hết rồi nha. Cô gái bực quá, bèn xách con vẹt ra vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái tội nói bậy vài hôm sau có lão hàng xóm của cô gái nọ lại nhà chơi con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của ông lão một lúc rồi rụt rè hỏi bộ mày cũng thấy hết rồi hả có một đôi vợ chồng nông dân đang bàn bạc người vợ bảo này ông con bé tư sinh con rồi đấy ông chồng đáp đó là việc của nó người vợ lại nói tiếp nhưng nó bảo đó là con của ông ông chồng đáp đó là việc của tôi vợ hỏi thế bây giờ tôi phải làm thế nào chồng bảo đó là việc của bà đàn ông và đàn bà đàn ông thua đứt đàn bà bởi vì họ có ối là thứ khoe đàn ông hơn mỗi cái que lại ngắn tôn tồn thì lòe được ai đàn ông thua hẳn đàn bà là vì có mỗi cây cà con con đàn bà toàn nối với non lại thêm lạch nước khe mòn chảy ra quanh năm làm héo cây cà đàn ông thua đứt đàn bà là đây khi chồng có bồ. Tháng trước, con bạn thân gọi điện thoại sang khóc nức nở. Mày ơi, chồng tao có bồ rồi, là sinh viên năm cuối. Mình mới bảo, thế mày chắc chắn chưa, có bằng chứng gì không? Nó bảo, chúng nó nhắn tin zalo với nhau, tao đọc được và tao tìm hiểu thì biết rõ nó nó ở trọ gần nhà tao đấy. Mình bảo mày bình tĩnh nghe tao vào viện mua cái giấy xét nghiệm mày bị HIV rồi gửi cho nó với nội dung Cảm ơn em đã giúp chị chăm sóc chồng chị vì chị đang bị HIV giai đoạn cuối. Em hãy giúp chị chăm sóc anh ấy thật tốt để kéo dài sự sống cho anh ấy nhé. Sáng nay nó điện thoại cười như ma làm. Bảo con kia chuyển chỗ trọ và mất dạng luôn. Đấy, đâu cần cứ phải oánh ghen làm gì. Sau khi biết cô con gái mới 17 tuổi đã có bầu, hai ông bà rất tức giận và đã tra hỏi cô con gái xem tác giả của cái bầu đó là đứa nào. Sau khi nói điện thoại với ai đó, cô con gái bình tĩnh nói với bố mẹ. Dạ, thưa ba má, nửa tiếng nữa thì anh ấy sẽ tới đây ạ. À? Ông bố rất bực tức, tay lăm lăm khẩu súng, đen ngòm, miệng thì nhắc đi nhắc lại tao sẽ xử nó. Nửa tiếng sau, một chiếc xe hôi kỳ láng cống đậu ngay trước nhà và một chàng trai ăn mặc bảnh bao bước vào. Dạ xin mọi người an tâm, nếu cô ấy sinh con gái thì tôi sẽ cho đứa bé một triệu đô la. Còn mẹ thì sẽ một triệu đô la và một căn biệt thự tại Washington DC. Còn nếu cô ấy sinh con trai thì tôi sẽ cho nó 2 triệu đô la còn người mẹ sẽ được 2 triệu đô la và một căn biệt thự Washington và một căn biệt thự tại New York nữa không thấy ai nói gì ngưng một lát chàng trai hỏi ông bố nhưng mà nếu cô ấy xảy thai thì ông bà tính sao với tôi đây ông bố từ từ hạ cây súng xuống rồi nói thì Chúng tôi sẽ cho anh làm lại. Nóng quá. Hai vợ chồng nọ có thằng con trai khoảng 3 tuổi. Gia đình chật trội không có phòng riêng cho con. Nên để con ngủ chung với cha mẹ. Một hôm, vợ chồng chờ cho con ngủ xong. Rồi lấy mền trùm thằng bé lại. Rồi làm chuyện ấy với nhau. Được một hồi, ông chồng hỏi vợ cho ra được chưa em? Dạ, được rồi, anh ra đi. Đột nhiên thằng cu cựa mình nói, cho con ra trước đi, nóng quá, con không chịu nổi. <laughs> cô hàng xóm nhờ mình treo hộ cái rèm, xong việc cô ấy rúi vào tay mình mấy lon bia rồi bảo, em muốn nhờ anh một việc nữa, nhưng anh hứa là phải giữ bí mật, đừng để chồng em biết đấy nhá. Mình chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô ấy kéo tay mình vào phòng ngủ rồi nói tiếp, "Chồng em yếu từ lâu rồi, nhìn anh phong độ, khỏe mạnh thế này, là em biết anh có thể giúp em được." Mình thấy hồi hộp quá, tim đập phình phịch. Cô bé tiến sát hơn và thì thầm, "Chỉ có em với anh ở trong này thôi, nào, khiêng hộ em cái tủ lạnh này lên tầng năm với hả?" vợ đi làm về mặt mày cau có ủ dột thấy vậy chồng lại gần ân cần hỏi ở cơ quan có chuyện gì vậy em vợ hậm hực lườm chồng còn phải hỏi thật tức chết đi được hôm nay cái huế phòng em nó khoe chồng nó cứ nhìn thấy nó là lại muốn cô vợ vẫn chưa nguôi giận nên lại nói tiếp kể xong nó lại còn vênh váo lên hỏi em chứ thế anh nhà chỉ thế nào anh bảo em phải trả lời nó như thế nào đây Hả Ông chồng rụt rè nói Thật ra nhìn thấy cô ấy Anh cũng muốn lắm Nhưng mà chỉ sợ cô ấy không cho Tuyệt chiêu đòi nợ Trên đường tí gặp tèo Rồi than phiền với tèo rằng Tao cho thằng bạn tao vay Một nghìn đô la Nhưng không có giấy tờ gì Giờ gần Tết rồi, không thể nào đòi lại được mày ạ. À. Tèo vội nói, thế thì mày hãy viết ngay cho hắn một lá thư, mày đòi nó trả 1.500 đô la. Tí liền đáp, nhưng hắn chỉ vay tao có 1.000 đô la thôi mà. Tèo cười rồi nói, thì mày cứ viết 1.500 đô la đi. Khi hắn nhận được thư, hắn thấy vô lý, thì hắn ta sẽ viết trả lời là chỉ vay mày. Một nghìn đô la Như thế Thì mày dùng lá thư đó Làm chứng cứ Để kiện hắn được rồi đấy Tí vội la lên Tuyệt, tuyệt vời Thượng đế muốn thay đổi vận mệnh Của một kẻ ăn xin Bèn biến thành một lão già Đến làm phép cho anh ta Thượng đế hỏi kẻ ăn xin rằng Nếu ta cho cậu 10 triệu cậu sẽ dùng nó như thế nào? Kẻ ăn xin đáp, vậy thì tốt quá ạ, tôi có thể mua một chiếc điện thoại. Thượng đế không hiểu nên mới hỏi, tại sao lại muốn mua điện thoại chứ? Dạ, tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong vùng cùng một thành phố. Nơi nào đông người, tôi có thể tới đó để ăn xin ạ. À? Kẻ ăn xin đáp. Thượng đế thất vọng hỏi, nếu ta cho cậu 100 triệu thì sao? kẻ ăn xin nói vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe sau này tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn nơi xa đến mấy cũng có thể đi đến được ạ thượng đế cảm thấy rất bi thương lần này ngài nói nếu ta cho cậu một trăm tỷ thì sao nào kẻ ăn xin nghe xong hai mắt phát sáng tốt quá tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này Thượng đế lấy làm vui mừng. Lúc này kẻ ăn xin bổ sung một câu. Tới lúc đó, tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi. Tôi để họ không thể nào cướp miếng cơm của tôi nữa. Thượng đế nghe xong, lặng lặng bỏ đi. Có hai ông bà sống vô cùng hòa thuận và sinh được ba cậu con trai hai anh lớn rất đẹp trai to lớn và thông minh ông chồng luôn chắc chắn rằng đó là con của mình còn trái với hai người anh thằng út đã xấu trai lại không được thông minh cho lắm ông bố thì luôn nghĩ rằng chắc chắn không phải là con của mình nhưng vì nể vợ nên ông không dám nói gì khi bị nam tàu gạch đít lúc gần đất xa trời ông ta mới gọi vợ đến bên giường cầm tay vợ run run và nói tôi với bà sống với nhau như thế là quá trọn vẹn rồi tôi không trách bà gì cả bà nhưng trước khi chết tôi chỉ muốn hỏi bà là hãy cho biết thằng út có phải là con tôi không Bà vợ hai mắt đẫm lệ run run đáp. Tôi xin thể với ông, thằng út chính là con ông. Nếu tôi nói sai, trời đánh chết tôi. Ông chồng nghe xong lời nói đó thì mỉm cười mãn nguyện ra đi. Bà vợ một tay vuốt mắt cho chồng, một tay lau mồ hôi, miệng lẩm bẩm nói. May quá, trời đất ông bà phù hộ. Ông ấy không hỏi gì hai thằng lớn. Nếu ông hỏi thì biết trả lời sao đây hu hù, hù có một ông quan nọ đi dạo phố tình cờ gặp một cậu bé đánh giày sau một hồi hàn huyên ông quan hỏi nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức thì cháu sẽ nhặt túi nào dạ cháu sẽ nhặt túi tiền à ông quan ra vẻ thất vọng nếu là tôi tôi sẽ nhặt túi đạo đức dạ cũng tùy thôi ạ à. cháu nghĩ ai thiếu gì thì nhặt nấy ạ à?